Thưa quý vị, số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy thịt gia cầm ngoại giá rẻ đang ồ ạt đổ vào Việt Nam, nhất là từ khi nổ ra chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Trong khi đó, thì ngành chăn nuôi gia cầm trong nước vẫn đang loay hoay chống chọi. Theo số liệu tháng 8 do Cục Hải quan vừa công bố, Mỹ là nước xuất khẩu thịt gà lớn nhất vào Việt Nam với hơn 62.400 tấn, trị giá 48,6 triệu đô la Mỹ, gồm 4 loại là cánh gà, đùi gà, thịt gà xay và chân gà. Hiện giá gà Mỹ nhập khẩu về đến Việt Nam chỉ xấp xỉ khoảng 1 đô la Mỹ 1 kg, thấp hơn giá thành sản xuất ở Mỹ. Nguyên nhân giá thấp là do phần lớn là cánh, đùi, chân, những bộ phận được coi là phụ phẩm. Các lô thịt gà nhập khẩu có thể đã tồn kho lâu, gần hết hạn sử dụng. Thịt gà giá rẻ đổ bộ ồ ạt vào thị trường Việt Nam, kéo giá thịt và trứng gà sản xuất trong nước luôn ở mức thấp, thậm chí dưới giá thành sản xuất, khiến người chăn nuôi lỗ nặng. Thưa quý vị, theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, Bộ Nông nghiệp Australia đã công bố các điều kiện nhập khẩu quả nhãn tươi từ Việt Nam. Như vậy, với các điều kiện này, nhãn là loại trái cây thứ tư của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Úc sau vải, xoài và thanh long. Tuy nhiên, trước khi nhập khẩu nhãn tươi vào Úc, doanh nghiệp nhập khẩu cần đăng ký giấy phép hợp lệ do Bộ Nông nghiệp Úc cấp. Giấy phép nhập khẩu được cấp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập khẩu. Trước khi xuất khẩu hàng hóa, quả nhãn phải có nguồn gốc, sản xuất và xuất khẩu theo hệ thống quy trình vận hành cần thiết để duy trì và xác minh tình trạng kiểm dịch thực vật và phải trải qua các biện pháp quản lý rủi ro bắt buộc. Gia đình chị Lê Kim Cương ở ấp Cái Bác, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình bắt đầu nuôi 700 con gà nòi lai F1 Bình Định. Sau 3 tháng nuôi thì đàn gà xuất chuồng cho thu nhập hơn 70 triệu đồng. Trừ chi phí, gia đình còn lãi hơn 20 triệu đồng. Chuồng trại, máng thức ăn, bình nước uống, đèn sông đều do gia đình chị tự thiết kế nhờ học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nguồn thông tin. Tôi nuôi gà này tôi cũng biết từ trên mạng rồi đó. Thì cũng có người nuôi rồi, người ta rủ mình nuôi. Một trong những ưu điểm lớn nhất của mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học là chuồng trại không bị bốc mùi hôi, giảm khí độc trong chuồng. Những vi sinh vật có lợi phát triển trong đệm lót lấn át các vi sinh vật có hại, hỗ trợ ngăn ngừa dịch bệnh. Đệm lót sau chăn nuôi còn được tận dụng làm phân bón hữu cơ. Mô hình nuôi khép kín, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, kỹ thuật tương đối đơn giản. Hơn nữa, giá trị đầu ra của loại gà lai này cũng rất ổn định. Hiện tại, nguồn cung vẫn chưa đủ nên giá gà thịt khá cao. Bình thường gà nổi mình nuôi chậm lớn, gà thường á. Nếu nhà mình nuôi chậm lớn gà này thì mình nuôi trong vòng 3 tháng mình xuất chuồng rồi. Mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học không đòi hỏi phải tốn nhiều vốn đầu tư ban đầu, nên phù hợp với những hộ ít đất sản xuất, ít vốn đầu tư. Khi gà còn nhỏ, có thể nuôi dày, sau đó nuôi thưa dần. Thức ăn cho gà được kết hợp giữa thức ăn công nghiệp và thức ăn tự nhiên, sẵn có tại địa phương như tấm, cám, lúa, cá, tép, rau để giảm chi phí. Trước nhu cầu tiêu thụ thịt gia cầm cao của người dân, nhiều doanh nghiệp lớn đã phải tăng sản lượng, đồng thời giám sát chặt vấn đề an toàn thực phẩm. Bây giờ có nhiều sự lựa chọn mà heo thì tôi thấy nó cũng không có đảm bảo nhiều mấy nên tôi chọn ăn thịt gà nhiều hơn. Tuy nhiên, tình trạng sốt giá gia cầm chỉ xảy ra trong vòng ít ngày. Sau khi tăng lên khoảng 38-40.000 đồng 1 kg, thì giá gia cầm tại chuồng hiện nay đã giảm xuống gần một nửa. Rất nhiều nông dân tại các thủ phủ chăn nuôi lớn đang bán gà dưới giá thành. Điều này khá bất thường. Hiện tại giờ cái lượng gà nhập nó tương đối dễ, không có chi sức nguồn gốc, không có cái yêu cầu về an toàn thực phẩm tương đối gắt gao giống như gà sản xuất trong nước. Cái thịt nhập ấy là theo tôi là phải làm chi xuất nguồn gốc mà phải đóng, vấn đề là từng ký một có mã nhãn mát hạn sử dụng, rồi là chi xuất vào công ty nào, nước nào thì nó mới công bằng. Cũng theo Hiệp hội Gia cầm Đông Nam Bộ, do thời gian qua nhiều tỉnh phía Nam bị thiệt hại lớn bởi dịch tả lợn châu Phi, nên nhiều hộ dân nhỏ lẻ đã chuyển sang nuôi gia cầm, từ đó đã làm tăng nguồn cung đột biến. Việc nuôi trồng theo phong trào của người dân là một thách thức lớn cho quản lý nhà nước từ nhiều năm nay. Chính phủ phải điều tiết hàng năm ấy để xem cái vấn đề là chăn nuôi nó phát triển bao nhiêu rồi nhập bao nhiêu cho nó phù hợp thì người ta nuôi mới có lãi. Chứ còn bây giờ mà không kiểm soát kỹ thì cứ cho nhập rồi cứ nuôi thì người dân thì suốt ngày cứ lỗ.
Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, 6 tháng đầu năm, thành phố đã bỏ ra hơn 10 triệu đô la Mỹ nhập về gần 5.650 tấn thịt gia cầm, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, nguồn thực phẩm trên thị trường không thiếu, nếu không muốn nói là dư thừa. Trong điều kiện khó khăn về dịch bệnh, người chăn nuôi nên cẩn trọng với việc tăng đàn, tăng sản lượng để không bị thua lỗ, thiệt hại.